Mẹ có biết, trí thông minh của trẻ không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền mà còn phụ thuộc vào dinh dưỡng và giáo dục. Vậy nên, với chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý, mẹ có thể giúp trẻ phát triển tối đa tiềm năng trí tuệ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 1.000 ngày đầu đời được tính bằng khoảng thời gian mang thai cộng với 2 năm đầu tiên của trẻ. Đầu tư vào dinh dưỡng cho bé trong thời điểm vàng này chính là sự đầu tư tốt nhất cho sự phát triển cả đời của bé. Không chỉ tăng trưởng về chiều cao, cân nặng, nuôi dưỡng đúng cách trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời còn giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt, trí tuệ phát triển, tạo bước đệm cho tương lai. Ngược lại, nếu trong giai đoạn vàng, trẻ không được chăm sóc đúng cách sẽ dễ bị thấp còi, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tới chiều cao khi trưởng thành và bỏ lỡ cơ hội phát triển tối đa cả về thể chất lẫn trí tuệ. Là sản phẩm của NutriCare, thương hiệu quốc gia về dinh dưỡng y học, Smarta IQ cung cấp nguồn dinh dưỡng với tỷ lệ đạm, đường, béo, cân đối, đáp ứng khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Đặc biệt, công thức giàu đạm whey có giá trị dinh dưỡng cao, hấp thu nhanh, giúp trẻ tăng cân vượt trội. Smarta IQ sử dụng canxi nano có kích thước nhỏ hơn 100 lần so với canxi thông thường. Dễ hấp thu hơn, giúp trẻ phát triển hệ xương một cách tốt nhất. Đặc biệt, bổ sung sữa non Colostrum giàu kháng thể cùng 5 loại nucleotide giúp tăng sức đề kháng tự nhiên, giúp trẻ có đủ sức khỏe để vui chơi, học tập, phát huy hết tiềm năng trí tuệ trong tương lai. Trong những giai đoạn đầu đời, trẻ như mầm cây bé nhỏ cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và môi trường phù hợp để phát triển khỏe mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn này, trẻ cần được chú trọng bổ sung nguồn dinh dưỡng giúp phát triển não bộ. Smarta IQ đột phá với hệ 15 dưỡng chất IQ có hàm lượng cao như DHA, lutein, taurin, choline, omega 3, 6, sắt, iốt, kẽm cùng với các nhóm vitamin hỗ trợ tối đa sự phát triển của não bộ và thị giác, giúp trẻ tiếp thu và học hỏi nhanh hơn. Đặc biệt trong giai đoạn tới trường, trẻ phải sử dụng nhiều năng lượng cho quá trình học tập. Smarta IQ 4 ứng dụng thành công đường Palatinos, cung cấp năng lượng bền bỉ giúp trẻ tập trung học tập lâu hơn. Được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển, Smarta IQ có các dòng: Smarta Mom dành cho phụ nữ mang thai, Smarta IQ 1 cho trẻ từ 0 tới 6 tháng, Smarta IQ 2 cho trẻ từ 6 tới 12 tháng, Smarta IQ 3 cho trẻ từ 1 tới 3 tuổi và Smarta IQ 4 cho trẻ từ 3 tới 10 tuổi. Cùng các dòng dinh dưỡng chuyên biệt, Smarta LF dành cho trẻ rối loạn tiêu hóa, bất dung nạp đường lactose, Smarta Immu cho trẻ suy giảm sức đề kháng. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, hãy cùng Smarta IQ của NutriCare dành những điều tuyệt vời nhất cho thế hệ mầm non của đất nước. Smarta IQ, dễ hấp thu, đề kháng khỏe, trẻ sáng trí.